Chương trình giờ giàu với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, gia đình của anh Thái phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV Online. Kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính chào ông Đinh Quang, anh Thái và kính chào quý khán thính giả Người Việt TV Online. Thưa quý vị, cứ mỗi lần theo chương trình với ông Nghĩa, chúng tôi lại học được thêm một chữ mới rất là lý thú mà chỉ có ông Nghĩa mới nghĩ ra được chữ đó thôi. Chúng tôi vừa mới in xong cái tập báo cáo của ông điều tra viên đặc biệt Robert Mueller mà được ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr họp báo công bố vào hôm 18 tháng 4 vừa qua, thì ông Nghĩa thấy, ông Nghĩa bảo ôi báo Người Việt toàn là lãnh tụ hết, tức là mỗi người lãnh một tụ về mà đọc, chứ còn nhiều quá thế này làm sao mà đọc, hơn 400 trang. 448 trang. 448 trang, nhưng mà phải hỏi ông Nghĩa ngay thế này này. Cái bản báo cáo này đưa ra hai cái điều quan trọng. Cái điều đầu tiên, họ nói rằng không có một cái chứng cứ nào cho thấy rằng Tổng thống Trump hoặc là Ủy ban vận động của Tổng thống Trump hoặc là những nhân viên dưới quyền của Tổng thống Trump đó có cái thông đồng với Nga trong cái cuộc bầu cử năm 2016. Đó là một kết luận. Nhưng mà cái kết luận thứ hai đó, thì ông William Barr nói rằng trong cái bản báo cáo của ông Robert Mueller đưa ra 10 cái tình huống khác nhau mà không kết luận là ông Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không. Để cái đó lại cho Bộ Tư pháp quyết định, và đồng thời họ bảo là Quốc hội cũng có thể moi thêm vấn đề này nữa, nhưng mà đó là chuyện dài. Nhưng mà tôi đề nghị ngạc nhiên là trong cái bản báo cáo này nó có 850 đoạn bị bôi đen như thế này. Ông giáo sao về chuyện này? Tôi nghĩ nó dễ hiểu. Đầu tiên hết tất cả thì cái ông mà công tố viên đặc biệt đó, ông không phải là công tố viên độc lập như là trường hợp mấy chục năm về trước của ông Kenneth Starr, hai người của hai Clinton chế khác nhau. Thứ hai đó là ông ấy là coi như là thuộc cấp của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp quyết định là bổ nhiệm để ông làm một cái cuộc điều tra đó. Thế và sau khi xong cái kết quả điều tra 675 ngày, mấy chục triệu đô la các thứ gì đó. 34 triệu đô. Thế thì bây giờ đó là ông ấy trình cho Bộ Tư pháp cái việc đó. Thì tháng trước ông Bộ trưởng Tư pháp đã đưa ra một cái thư 4 trang nói về cái cốt lõi đó, và ông nói rằng là ông ấy sẽ phải đọc tiếp những cái này. Và ông sẽ phải đục ra cái lý do. Thứ nhất, trong cái cuộc điều tra này nó có 3 chuyện khác nhau. Thứ nhất đó là liên bang Nga và những cái cơ quan liên hệ với lại cái chế độ Moscow có tìm cách can thiệp ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2016. Cái thứ nhì nữa đó là trong cái việc sự can thiệp đó của Liên bang Nga đó thì ban tranh cử của ông Trump đó là không có những cái chuyện cấu kết và thông đồng với lại chính quyền. Và cái thứ ba nữa đó là đến khi mà có cái cuộc điều tra đó như vậy thì ông Trump đó là có vẻ bực bội, ông phải tìm cách cố vấn luật pháp các thứ gì của ông để tìm cách làm sao mà gọi là chặn lại được cái chuyện đó. Thậm chí có khi bàn những cái việc có khi là cách chức ông Robert Mueller chẳng hạn đó, nhưng mà cuối cùng về sau đó là những cái người trong ban tham mưu của ông Trump lúc đó bỏ, không có làm chuyện đó. Thành ra đó là cái ban mà gọi là điều tra của ông Robert Mueller để lửng lơ cái chuyện đó, nói rằng là ông Trump cũng có 10 trường hợp như là ông Thái vừa mới nhắc, rằng là tìm cách gọi là cũng can thiệp vào cái chuyện đó đặng để bảo vệ thanh danh của mình. Mình vừa mới làm tổng thống xong, mọi chuyện nó xảy ra đó là tại vì con nong chúa Hillary Clinton tưởng rằng là một bầy ông thợ của Đảng Dân Chủ giúp mình thắng cử. Ai giờ đó là đêm mùng 8 tháng 11 năm 2016 đó là bà thất cử, thì tự nhiên đó là mọi chuyện nó xoay chuyển khác hẳn đi. Thì bây giờ đó là mới nói trở lại cái câu hỏi của ông Thái, đó là tại sao lại không xóa. Khi mà một cái cơ quan giống như là của ông, cái cơ chế của ông Robert Mueller điều tra rồi, thì yêu cầu những cái hệ thống an ninh tình báo của Hoa Kỳ rồi xem rằng là Liên bang Nga có can thiệp hay không. Can thiệp hay không thì làm sao mà họ biết được, tức là họ phải sử dụng những cái phương tiện về tình báo, về an ninh. Mà bây giờ nếu mà kể ra đó thì đối thủ biết rằng là mình biết rõ về cái chuyện bên kia. Đó là một cái lý do. Cái lý do thứ nhì nữa đó là có những cái người không có liên hệ trực tiếp đến cái vụ án này, thế nhưng mà có thể rằng là bị gián tiếp. Thì bây giờ nếu mà bây giờ đó họ đang bị điều tra, hoặc có khi rằng là họ bị truy tố thứ gì qua một cái hệ thống luật pháp gọi là
đại bồi thẩm đoàn đó, thì tại sao mà công bố thanh danh của họ, tên tuổi, lý lịch của họ, cá nhân. Nó gây những cái chuyện cá nhân nó như vậy. Nó có 3-4 cái lý do nguyên nhân như vậy khiến cho ông William Barr là quyết định cùng với lại cái ban gọi là điều tra của ông Robert Mueller, hai bên bàn với nhau rằng là nên đục những cái gì, xóa những cái gì, đặng để rồi thứ nhất là vẫn tôn trọng luật lệ, cái thứ hai đó là vẫn bảo vệ được cái quyền lợi của những cái người khác. Là tại vì trong đó là tự nhiên đời tư bị tung ra cái đó mà báo chí vỡ được cái đó là thổi phồng lên điều tra cái đó thì nó gây những chuyện khác. Tôi nghĩ cái nền dân chủ nó rắc rối lắm, và nó quan trọng vô cùng đó, đó là nó có một cái chuyện đó. Cái chuyện ngôn từ gọi là thông đồng hay là toa dập đó, đó. Nhưng mà phải sau đó đó là nó có một cái ngôn từ pháp lý đó, đó. Có âm mưu hay không, và kế tiếp đó đó là có cản trở công lý không, không có tìm cách gọi là cấu kết hay không. Thành ra một vấn đề nó có 3 cái cách suy diễn khác nhau, và bây giờ thì các chính trị gia nhảy vào để suy diễn kiểu đó thì thôi. Nhưng mà tôi đọc cái bản này sơ sơ, tôi thấy có một cái chữ hay nhất là khi mà ông Trump ông được nghe nói là ông Robert Mueller được chỉ định để mà điều tra đặc biệt, là ông bảo oh my god, it's the end of my presidency. Fuck. Xin lỗi, cái chữ fuck là chữ của ông Trump. Chết bỏ mẹ rồi, bởi vì như vậy là chấm dứt cái sự nghiệp tổng thống của ông Trump rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết cái đó mình sẽ bàn sau, không biết tại sao ông Trump cũng lại nói là như vậy mà. Nhưng mà thưa ông Nghĩa, đúng là trong cái bối cảnh mà nó tung ra cái bản báo cáo này tháng 4 đó, thì cộng đồng Việt Nam trong một ngoài nước đều tưởng niệm cái biến cố đau buồn 30 tháng 4. Chúng ta sẽ nói về điều này sau ít phút thông tin thương mại.